Vâng, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông công ty nội thất Bảo Long, và em lại là Nhật Nam đây. Hôm nay thì em đang có mặt tại công trình hội trường mà cách đây gần một tháng em có lên một cái video giới thiệu cho các bác, là trong quá trình đấy là hôm đấy anh em đang lắp đặt cửa đấy. Thì hiện tại thì công trình cũng đã đi vào hoạt động gần một tháng rồi. Đó, thì hôm nay em cũng sang đây để cho các bác cùng chiêm ngưỡng cái công trình phòng phòng nghe nhạc, đó, phòng nghe nhạc rồi phòng sinh hoạt chung của các người lớn tuổi tại cái khu dân cư này. Và chúng ta cũng cùng xem là cái khả năng cách âm đấy của cửa, toàn bộ bộ cửa của bên công ty nội thất Bảo Long đó, sẽ hoạt động nó như thế nào. Đó, bây giờ thì bên trong kia cũng đang mở nhạc tương đối là to. Hiện tại không gian bên trong ngoài là đang không nghe thấy nhiều lắm, nó chỉ có bịch nhẹ nhẹ thôi. Đó, bây giờ em sẽ mở cửa để cho các bác cùng nghe xem là cái âm nhạc bên trong nó đang lớn như thế nào. Đó. Ok. Đó, bạn Cam lui vào đây nhanh thì chúng ta sẽ phải đóng cửa để tránh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Rồi, đấy, bên trong thì âm nhạc đang mở ở mức trung bình, ở mức khoảng 50 thôi, không mở max ra. Thì hiện tại với cái nhạc như thế này là hoàn toàn, ví dụ như là các bác, các cô có đến đây sinh hoạt thì hoàn toàn có thể là sử dụng cái âm nhạc này được. Đó, bây giờ em sẽ tắt nhạc đi. Ok. Đấy, ok, thôi chúng ta sẽ tắt nhạc đi một chút. Đó, thì chúng ta sẽ cùng ra đây và nhìn lại tất cả những cái phần cửa mà bên em đã thi công cho cái hội trường này. Đó, thì đây là một bộ cửa đôi cách âm. Một bộ cửa đôi cách âm sử dụng cái phần đặc biệt nhất, đó chính là cái phần trung tâm bộ cửa. Thay vì sử dụng những cái mặt huỳnh cửa mạ vàng cho như là các bác thường thấy trên karaoke, thì bộ cửa này thì bên em đã thay thế bằng cái dạng da 6D. Đó, dạng da 6D của trên những chiếc xe ô tô ấy, mà các bác hay thường thấy. Thì đó, nhìn tổng thể bộ cửa đây chúng ta thấy một cái bộ cửa rất là sang trọng, đúng không ạ? Đó, rất sang trọng và cực kỳ phù hợp với không gian tại cái hội trường này. Đó. Thì bộ cửa này là bộ cửa full inox. Bên trong thì sử dụng những cái phần như là bông khoáng Rockcool. Đó, bông khoáng Rockcool để làm sao nó giảm được những cái âm thanh bên trong nó thoát ra ngoài. Đó. Ok, công trình này thì bên em làm cho chủ đầu tư 5 bộ cửa, một bộ cửa chính, hai cánh này. Đấy, hai bộ cửa sổ và ở cuối hành lang kia có thêm hai bộ cửa ở khu vực nhà vệ sinh nữa. Đó. Ok, đấy, còn đây là bên trong không gian của cái phòng hội trường này. Cũng tương đối là đơn giản thôi, không có quá là gì phức tạp cả. Ngoài ra thì bộ cửa này nó có thêm một cái phần đặc biệt nữa là tất cả những phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa này bên em cũng đã sử dụng một loại tay nắm mới. Nó sử dụng một cái thanh inox full dài như thế này. Thay cho cái bộ tay nắm ngày xưa mà chúng ta thường ghép nối bằng những cái module nhỏ nhỏ với nhau. Thì cái bộ tay nắm đấy thì hiện tại nó đang có những cái phản hồi là cái bộ tay nắm đấy nó tương đối là lỏng lẻo. Vậy nên là bên em cũng đã thay thế cho bên gia chủ một bộ tay nắm full inox. Và cũng được bắt ốc rất là chắc chắn ở đây. Đó, bắt ốc thẳng luôn, rất là chắc chắn để và khi mà chúng ta có sử dụng nhiều, kéo ra kéo vào thì cái bộ tay nắm này nó cũng sẽ đảm bảo cái thời gian sử dụng chúng ta. Sau khoảng gần một tháng sử dụng thì cái bộ cửa này hiện tại bây giờ đang hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đó, thời gian đầu thì cái phần nối giữa cửa này nó tương đối là cứng. Đó, còn bây giờ thì đã sử dụng được rất là dễ dàng rồi. Đó, ok. Đó, bây giờ em sẽ test lại âm thanh một lần nữa cho các bác nhá. Rồi, để em ra mở nhạc và chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài để xem cái âm thanh nó bị lọt ra ngoài nhiều không. Đây là cái không gian, cái âm thanh bên trong của hội trường này. Đấy, em bước ra ngoài và em sẽ đặt chốt cửa lại. Đó. Thì tất cả toàn bộ cái âm thanh ở bên trong cũng đã được triệt tiêu lên đến khoảng 80-90% rồi. Hầu như là bên ngoài này thì chúng ta sẽ không cảm nhận được quá nhiều đâu. Nó sẽ chỉ có văng vẳng lại một chút tiếng thôi. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho các bác cái phần cửa đó, giới thiệu cái phần công trình hội trường và những cái phần cửa mà bên công ty em đã thi công cho chủ đầu tư. Và sau khoảng một tháng sử dụng thì tất cả những cái hệ thống, tất cả những về những cái phần bản lề của cửa đang hoạt động rất là tốt. Và cái khả năng cách âm của phần cửa này thì em cũng thấy cũng đảm bảo cho gia chủ là để tránh ảnh hưởng đến những cái môi trường xung quanh, tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Và nếu các bác đang chuẩn bị xây những cái phòng nghe nhạc hay là đang có những cái phòng hội trường như thế này và đang mong muốn tìm cho mình những bộ cửa cách âm chất lượng, đó, có khả năng cách âm tốt, thì các bác hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu cửa bên công ty nội thất Bảo Long và liên hệ qua số hotline là 0931 252 333. Đội ngũ bán hàng của Bảo Long sẽ tư vấn giúp các bác tìm ra những sản phẩm ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý.
Ok, và nếu các bác muốn tiếp tục được tham khảo những không gian đẹp và tham khảo những mẫu sản phẩm đẹp như này thì đừng quên để lại cho Nội thất Bảo Long một like, một subscribe để có thể đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại các bác ở những chương trình sắp tới.